Chứng khoán ngày mùng 4 tháng 1, phiên giao dịch tỷ đô xuất hiện, VN Index vượt 1.150 điểm. Sự tích cực lan tỏa với sự góp mặt của nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng giúp chỉ số VN Index tăng 6,55 điểm, tương đương 0,57% lên 1.150,72 điểm. Trong phiên giao dịch ngày mùng 4 tháng 1, cổ phiếu ngân hàng dù đồng loạt tăng mạnh trong phiên nhưng lại hạ nhiệt đáng kể cuối phiên. Theo thống kê, Nhóm 15 mã cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho chỉ số thì có tới 11 mã ngân hàng gồm VCB, CTG, MBB, TCB, VPB, HDB, ACB, TPB, VIB, MSB, SHB. Đặc biệt, chỉ riêng nhóm 11 mã ngân hàng này đóng góp khoảng 6,7 điểm tăng cho VN-Index. Hôm nay mới là phiên đầu tiên dòng tiền quay lại đột biến cao sau 3 tuần liên tiếp mức thanh khoản trung bình dưới ngưỡng 15.000 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 299 mã tăng, 203 mã giảm và 84 mã đi ngang. Đáng chú ý là số mã tăng trần ở thời điểm kết phiên chỉ có 2 mã so với 4 mã giảm sàn.